Rồi xin chào anh em nha. Anh em có cái điện thoại mà đang xài á, tự động mà quảng cáo nó nhảy vô á. Nhảy vô nó xen vô á, anh em đang nhắn tin hay là xem cái gì đó nó cũng nhảy vô quảng cáo á. Thì anh em làm theo hướng dẫn của mình nha. Mấy ngày nay á, cái điện thoại mình nó bực mình lắm, đang xài nhắn tin với bạn nó cũng nhảy vô quảng cáo mà đa số là của thằng Shopee. Mình vô trang web bình thường nó cũng quảng cáo, nhiều lúc khó chịu lắm. Để mình lướt thử cho anh em xem đó. Đó, bây giờ là quảng cáo Shopee nó nhảy vô rồi. Đây là mình lướt thử cho anh em xem nha. Đa số là của thằng Shopee nó quảng cáo ra. Cái thằng Shopee này nó đang ế ẩm lắm hay sao mà nó cứ xen vô nó quảng cáo. Bình thường mình xem YouTube, nó quảng cáo trên YouTube thì mình không nói. Mà bây giờ nó nhảy vô cái điện thoại của mình, nó quảng cáo cả một cái tab mới, cả một cái màn hình của mình luôn. Rồi làm sao mình nhắn tin, làm sao mình gọi điện. Đó, nó quảng cáo mà mình khi mình bấm vô thì nó còn bắt cài đặt cái ứng dụng Shopee của nó nữa. Anh em thấy khó chịu ghê không? Nó quảng cáo hoài một cái tab mới luôn, anh em không biết cách là nó cứ như vậy hoài. Đó, trừ khi mình bấm cái tab bỏ đi, tab bỏ đi nó mới hết được. Nó đây là cái tab lịch sử, bỏ nó đi đó, thấy không? Đây anh em thấy không, nó quảng cáo như vậy rất là khó chịu nghe anh em đó. Hôm nay mình sẽ làm clip này, mình sẽ hướng dẫn cho anh em loại bỏ nó đi. Giờ anh em vô cài đặt nha. Cài đặt anh em tìm đến chỗ là quản lý ứng dụng, quản lý chung á, hay là ứng dụng á, ứng dụng đi. Rồi anh em sẽ tìm cái ứng dụng nào mà anh em thấy nó lạ lạ mà anh em cài về, hay là nó xen vô nó tự cài á, thì anh em sẽ gỡ bỏ nó đi. Gỡ bỏ nó đi chắc chắn nó sẽ hết quảng cáo. Tại vì đó, đây là cái ứng dụng gì, Bilat, Bset Lát nè, mình gỡ bỏ nó đi. Gỡ bỏ nó đi nghe cả nhà. Cái này của mình biết là nó là một cái ứng dụng lạ, nó xen vô cái quảng cáo làm cho mình khó chịu. Đó, bây giờ mình gỡ bỏ xong rồi, mình sẽ thoát ra, mình sẽ kiểm chứng lại cho cả nhà xem coi nó còn quảng cáo không. Đó, đó, vô thử YouTube rồi xong, vô thử trang web rồi đâu, mình bấm thử tin tức coi nó có bị quảng cáo gì không. Đó, không còn nghe nữa nghe cả nhà. Rồi, không còn nữa nghe. Đấy, cả nhà thấy không? Rồi, chúc cả nhà thành công nha. Rồi, bye bye cả nhà nha.